Trung tâm cây giống Tam Đảo xin kính chào các bác, chào bà con. Em là Biên, nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo. Ngày hôm nay em tiếp tục có một cái thời gian để quay cho các bác xem cái hiện trạng và cũng như là các loại cây giống thông Caribe, một trong những cây lâm nghiệp hiện nay đang có các khu rừng của Việt Nam bảo hộ và cũng như là bảo tồn cái loài giống Richie này. Nhận định được đây là một trong những cái loại cây thông tốt nhất về là lấy mật cũng như là lấy gỗ, và một trong những loại thông có cái giá trị kinh tế rất cao. Ngoài ra nó phát triển cảnh quan đô thị rất là tốt. Không những nó phát triển về bảo vệ trong rừng và nó còn là đặc trưng của vùng núi Tam Đảo của chúng tôi. Hiện nay nó được phân bố ở chủ yếu gần khu vực Đại Lải thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Đó. Thì các bác có thể nhìn thấy ở đây thì chúng tôi cũng làm rất nhiều các cây giống nhỏ và cũng chia sẻ, trước khi chia sẻ thêm những cái thông tin về cây thông Caribe thì cũng chia sẻ thẳng với bà con luôn là hiện nay tôi chỉ sử dụng duy nhất một kênh YouTube và một kênh TikTok là Trung tâm Cây Giống Tam Đảo Biên Nguyễn. Đó, thì các bác có thể thấy được rằng là rất nhiều các kênh khác đang ăn cắp video của tôi rất nhiều, và các bác lưu ý là phải mua đúng kênh YouTube hoặc TikTok có gương mặt đại diện của tôi, tránh tình trạng chúng ta mua nhầm lẫn các đơn vị khác. Hiện nay đây các bác có thể nhìn thấy là ở đây trên này là khu vực rừng thông Caribe, và hôm trước tôi cũng đã quay cho các bác về khu vực bảo tồn rừng phòng hộ quốc gia Việt Nam, rừng bảo tồn loài gỗ quý hiếm về cây thông Caribe này. Các bác có thể nhìn thấy những cái cây nó rất là cao thẳng, cái thông Caribe này hơn các loại khác là cái cây nó rất thẳng, nó không uốn éo, nó không ngoằn nghèo như thông mã vĩ hay là thông đuôi ngựa các thứ lòng ngoằng, mà cái thông Caribe này nó rất là thẳng và tán lá nó rất là sáng dày, hay còn gọi là thông ba lá. Đó, các bác có thể nhìn thấy hình ảnh thực tế ở đây em có rất nhiều cái cỡ khác nhau, đặc biệt là những cái cây nó cao từ 1 mét, cây cao từ 20-30 phân. Thông Caribe này về cái giá trị tiềm năng của nó thì nó được đánh giá là một trong những loại thông nhiều mật, rất nhiều mật. Và em đã có video em ngồi em đốt cái cành em bẻ, cái mật nó chảy ra và em nặn cái mật ra cho các bác xem, nó rất là nhiều. Đó, và đây những cái cây mà bầu bát như này thì em nuôi thân rất là mập rồi, nếu như các bác trồng những loại cây như này thì rất là đảm bảo. Nếu như trồng rừng với số lượng lớn hoặc là với những cái khu vực rừng cao núi dốc thì các bác có thể trồng những cái cây giống nhỏ hơn, bầu nhỏ như thế này. Hàng năm thì đây là khu vực phân trại số 3, em đang ươm cây thông Caribe thuộc trong chân núi Tam Đảo. Về chiều cao thì bây giờ nó cũng cao được từ trung bình trên 20 phân rồi. Đó, thì cũng rất là mong muốn là làm những video thực tế để chia sẻ cho bà con chúng ta cái hình ảnh thực tế nhất về kỹ thuật trồng thông Caribe. Thì bà con cũng lưu ý là chúng ta trồng nếu như phát triển lấy gỗ lâu năm và phát triển lấy nhựa thì chúng ta cứ trồng khoảng 3 mét đến 2,5 mét như thế là được rồi. Bởi vì rất nhiều đơn vị tư vấn là trồng dày nhưng cuối cùng là chúng ta trồng và chúng ta chăm sóc không có quy trình, cuối cùng là cái cây nó phát triển rất là chậm. Thả trồng thưa ra để lấy đất để nuôi cây thì cây nó phát triển sẽ nhanh hơn. Cũng chia sẻ thực tế như thế. Đây giống năm nay thì 2023 bọn em vừa làm nhưng bọn em suốt gần hết rồi, suốt được hơn lửa trại rồi. Năm nay thì làm cũng 120 vạn cây thông Caribe. Mã vĩ thì em lại không làm, bởi vì là cái cây nào nó tiềm năng kinh tế thì bọn em sẽ cố gắng bọn em làm và phát triển nó đúng hướng để giúp cho bà con chúng ta là có cái cách nhìn nó thực tế và chúng ta phát triển đúng cái loại cây lâm nghiệp quý hiếm. Thì các bác nhìn ở đây thì em có rất nhiều cái kích cỡ khác nhau, từ 4-50 phân rồi là 1 mét rồi là 20-30 phân, những cái cây cao như này. Mọi chi tiết mua cây giống liên hệ trực tiếp cho em Biên. Em là nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo, là chủ cơ sở, là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng cây giống cũng như là cung ứng cho bà con để chúng ta có những cái cây nó đảm bảo được cái tiêu chuẩn và chúng ta hướng tới một cái ngành lâm nghiệp khoa học và phải hiệu quả. Đặc biệt là chúng ta phải có cái đầu ra nó ổn định. Thì hiện nay nhà máy sản xuất thông mật thì cũng là lấy nhựa thông ở Quảng Ninh cũng có rất nhiều thương lái thu mua rất nhiều.